Thì chị có để quay này ngồi các trên cái phía bản đã bị tay cả cái người luôn. Đúng thế. Xin chào mọi người, chào mọi người đã chào mọi người đến với kênh đọc truyện của mình. Hôm nay chúng ta Em sẽ mò cái này rất một tí rồi mới chưa biết làm ấy. hôm nay chúng ta sẽ Thì cùng nhau đọc tiếp chương 3 của bộ truyện Thiên như Cách em Nguy đã Hiểm nhé. tin học em đã việc như nào mới 50 thì mà đã đấy đây có đứa nó tung tin 50 thì là vào phòng chị có nghe thấy Tham vọng ạ. đọc phản động mà không có chỉ muốn ra nhưng mà chị đang thì cũng vẫn lại thôi Thần thức quả thực chưa rất đâu nào cái gì không? đang Vàng sao thường xem vàng mắt cái vành mắt đỏ là một tháng trời. Thực ra em cũng muốn đan ấy, nhưng mà nhưng mà ý là nó ngắn quá chị có biết cái đan kiểu dây rút sợi không? Nhưng cái đó thì phải đấy 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 biết cái kiểu đang thường cái vòng vòng đấy, đấy. Đan như đấy hay mà. phật kích Cho đến khi có lần chị Thanh vứt xác không cẩn thận đụng trúng tay hắn ta, phát hiện hắn ta giống như người sắp chết đuối này trôi vào bờ thờ hộc, trong lòng nén mừng thầm. Không có nhiều tiền cho cô ta khám bệnh, mấy năm nay vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc cô ta, cuối cùng cô ta cũng buông tha cho mình. Chỉ đang ở tầng 16, anh đi ngang qua nhân viên vệ sinh, mở cửa tòa chung cư bước vào. Thang máy hiển thị 8, nó đang từ tầng 8 xuống. ồ áp tắc Đinh. Cửa thang máy vừa mở ra một khe hở, còn chưa nhìn thấy ai, thì đã nghe thấy giọng nói của một cô bé hoạt bát. Cô bé, cột hai bím tóc, nắm lấy tay người lớn, đang ngẩng đầu lên hỏi. Mẹ ơi, tối nay ba có về không ạ? trời thôi Người phụ nữ nắm tay cô bé, mặc áo len màu lông nhạt, dịu dàng nói. Hôm nay ba tăng ca. Được rồi, ba đến nơi, chú ý nhìn dưới chân, đừng có ngã nữa. Bọn họ là hộ dân ở trong tòa nhà này, một nhà ba người. Hai vợ chồng là đôi vợ chồng mẫu mực nổi tiếng trong tiểu khu. Mấy năm trước, ngày đầu tiên chỉ đang chuyển vào tòa nhà này, người phụ nữ kia đến tặng một bánh quy tự mình làm. Ngày đấy anh mới chuyển vào, đúng lúc cô làm chiếc bánh quy. Nếu không chê thì nhận nhé. Người phụ nữ lại ngại ngùng nói, không biết có hợp với khẩu vị của anh không, nhưng mà chúng tôi rất thích ăn. Anh ta còn tưởng đứa nhỏ là con mình thật. Nếu như không phải điều kiện anh ta tốt, có nhà ở bản địa. Người Người phụ nữ bước ra khỏi thang máy, nhìn chỉ tay. Chỉ tay không đáp lại, ấn nút xuống lầu. Anh nhìn dáng vẻ đầy sức sống của cô bé, ngây thơ hối thúc. Mẹ ơi, mẹ mau lên. Cửa thang máy dần khép lại. Trong lòng mỗi người đều có bí mật. Anh chưa bao giờ gặp người mà mình không đọc được suy nghĩ. Rất nhiều người có suy nghĩ khó nói ra ở đáy lòng. Tội lỗi không ai biết được ẩn giấu. Có ham muốn không thể nói, nhiều ở miệng. Nhưng suy nghĩ này giống như một vực sâu khổng lồ. Khởi động đen nhánh, sâu hẳm, dường như có thể nuốt chửng tất cả. Thang máy nhanh chóng đi lên, thông qua đường ống tối đen như mực. Trong quá trình đi lên, có cảm giác hơi mất trọng lực. Chỉ đang nhớ đến dáng vẻ của tên điên kia lúc ngồi trong văn phòng lấy sách ra khỏi mặt, nghĩ rằng khoảnh khắc vừa rồi không đọc được gì hết, có lẽ chỉ là trùng hợp. Xem cửa trong phòng đóng kín, chặn hoàn toàn ánh nắng ở bên ngoài, cũng không mở đèn. Chỉ Thanh rất thích nghi với vùng tối này. Anh không thích nghi môi trường quá xạo, môi trường sáng quá. Tôi Quý Minh Nhuệ gọi điện thoại, video qua. Anh đang co một chân, ngồi trong ghế sofa, chuyển kênh, truyền hình. TV phát ra ánh sáng huỳnh quang, màu sinh động. Màu xanh hắt lên trên người anh, phát họa ra đường nét ngũ quan. Quý Minh Nhuệ miễn cưỡng nhìn thấy gương mặt khắt nghiêng của anh trong ánh sáng này.
Ok, vậy mình hãy đọc xem phần chuyện này dưới nhau. Mọi người cảm ơn mọi người theo dõi video này của mình. Còn rất chào mọi người. Bye bye.